Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 33. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Này, ngươi cùng dân sự mà ngươi đã dẫn ra khỏi xứ Ai Cập, hãy từ đây đi lên xứ ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Gia-cốp rằng ta sẽ ban xứ đó cho dòng dõi ngươi. Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước ngươi và sẽ đuổi dân Canaan, dân Amorit, dân Hê-tít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, đặng đưa các ngươi vào xứ đượm sữa và mật. Nhưng ta không cùng lên với ngươi đâu, vì ngươi là dân cứng cổ, e ta diệt ngươi dọc đường chăng? Khi dân sự nghe lời hăm này, bèn đều để tan, không ai đeo đồ trang sức hết. Vì Đức Giê-hô-va đã phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cùng dân Israel, các ngươi là dân cứng cổ, nếu ta cùng lên với các ngươi chỉ trong một lúc, thì ta sẽ diệt các ngươi. Vậy bây giờ, hãy cất đồ trang sức trong mình ngươi đi, đặng ta biết liệu đãi ngươi cách nào. Thế thì từ núi Horeb, dân Israel đã lột các đồ trang sức mình. Mô-sê lấy trại đem dựng xa ra ngoài trại quân gọi là hội mạc. Phàm ai muốn cầu khẩn Đức Giê-hô-va thì ra đến hội mạc ở ngoài trại quân. Vừa khi Mô-sê ra đến trại thì cả dân sự trỗi dậy, mỗi người đứng nơi cửa trại mình ngó theo Mô-sê cho đến khi nào người vào trong trại rồi. Vừa khi người vào đó thì trụ mây giáng xuống dừng tại cửa trại, và Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê. Cả dân sự thấy trụ mây dừng tại cửa trại bèn đứng dậy, rồi mỗi người đều sấp mình xuống nơi cửa trại mình. Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Mô-sê như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. Đoạn Mô-sê trở về trại quân, còn kẻ hầu trẻ của người tên là Giô-suê, con trai của Nun, không ra khỏi trại. Mô-sê thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Này, Chúa phán cùng chúng tôi rằng, hãy đem dân sự này lên. Song Chúa chẳng cho tôi biết Chúa sai ai đi cùng tôi. Vả Chúa có phán rằng: Ta biết ngươi vì danh ngươi, và ngươi được ơn trước mặt ta. Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài. Xin cũng hãy nghĩ rằng dân này là dân của Ngài. Đức Giê-hô-va đáp rằng: Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi an nghỉ. Mô-sê thưa rằng: Nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây. Lấy cớ chi mà người ta sẽ biết rằng tôi cùng dân sự Ngài được ơn trước mặt Ngài? Có phải khi nào Ngài cùng đi với chúng tôi chăng? Thế thì tôi cùng dân sự Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên mặt đất. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta, vì ngươi được ơn trước mặt ta, và ta biết ngươi bởi danh ngươi vậy. Mô-sê thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi. Làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót. Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Đức Giê-hô-va lại phán: Đây, có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá, lấy tay ta che ngươi, cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi. Ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy phía sau ta, nhưng thấy mặt ta chẳng được. Chương 34. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước, rồi ta sẽ viết trên hai bảng này các lời đã ở nơi hai bảng kia mà ngươi đã làm bể. Ngày mai hãy chực cho sẵn, vừa sáng lên trên đỉnh núi Sinai, đứng trước mặt ta tại đó. Không ai nên lên theo cùng ngươi hết.
khắp núi không nên thấy có người, và chiên, bò cũng chẳng nên ăn cỏ nơi núi này nữa. Môi-se bèn đục hai bảng đá y như hai bảng trước, dậy sớm, cầm theo tay hai bảng đó lên trên núi Sinai, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người hô rằng: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi. Nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. Môi-se lật đật cúi đầu xuống đất và thờ lại mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy đi giữa chúng tôi, vì dân này là một dân cứng cổ. Xin hãy tha sự gian ác cùng tội lỗi và nhận chúng tôi làm cơ nghiệp của Chúa. Đức Giê-hô-va phán rằng: Này, ta lập một giao ước. Trước mặt các dân sự của ngươi, ta sẽ làm các phép lạ chưa hề có làm trên cả mặt đất hay là nơi dân nào. Và toàn dân sự mà trong đó có ngươi sẽ xem thấy việc Đức Giê-hô-va. Vì điều ta sẽ làm cùng ngươi là một điều đáng kinh khiếp. Hãy cẩn thận về điều ta truyền cho ngươi hôm nay. Này, ta sẽ đuổi khỏi trước mặt ngươi dân Amorit, dân Canaan, dân Hê-tít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít. Hãy cẩn thận, đừng lập giao ước cùng dân của xứ mà ngươi sẽ vào, e chúng nó sẽ thành cái bẫy giữa ngươi chăng? Nhưng các ngươi hãy phá hủy bàn thờ, đập bể pho tượng và đánh hạ các thần chúng nó. Vì ngươi đừng sấp mình xuống trước mặt Chúa nào khác, bởi Đức Giê-hô-va tự xưng là Đức Chúa Trời kỵ tà. Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỵ tà vậy. Hãy cẩn thận, đừng lập giao ước cùng dân của xứ đó, e khi chúng nó hành dâm cùng các tà thần chúng nó và tế các tà thần của chúng nó, có kẻ mời rồi ngươi ăn của cúng họ chăng? Lại, đừng cưới con gái chúng nó cho con trai ngươi, e khi con gái chúng nó hành dâm với các tà thần chúng nó, quyến dụ con trai ngươi cũng hành dâm cùng các tà thần của chúng nó nữa chăng? Ngươi chớ đúc thần tượng, ngươi hãy giữ lễ bánh không men. Nhằm kỳ tháng lúa trổ, hãy ăn bánh không men trong 7 ngày như ta đã truyền dặn ngươi, vì nhằm tháng đó ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Các con trưởng nam đều thuộc về ta, cùng các con đực đầu lòng của bầy súc vật ngươi, hoặc bò hoặc chiên cũng vậy. Nhưng ngươi sẽ bắt một chiên con hay là dê con mà chuột một con lừa đầu lòng. Nếu chẳng chuột nó, ngươi hãy bẻ cổ nó. Ngươi sẽ chuột các con trưởng nam mình, và chớ ai đi tay không đến chầu trước mặt ta. Trong 6 ngày, ngươi hãy làm công việc, nhưng qua ngày thứ 7 hãy nghỉ, dẫu mùa cày hay mùa gặt, ngươi cũng phải nghỉ vậy. Đầu mùa gặt lúa mì, ngươi hãy giữ lễ của các tuần lễ, và cuối năm giữ lễ mùa màng. Thường năm 3 lần, trong vòng các ngươi, mỗi người nam sẽ ra mắt Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Vì ta sẽ đuổi các dân khỏi trước mặt ngươi, ta sẽ mở rộng bờ cõi ngươi. Và trong khi ngươi lên ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mỗi năm 3 lần, thì sẽ chẳng ai tham muốn xứ ngươi hết. Ngươi chớ dâng huyết của con sinh tế ta cùng bánh pha men. Thịt của con sinh về lễ vừa qua chớ nên giữ đến sáng mai. Ngươi sẽ đem dâng hoa quả đầu mùa của đất sinh sản vào đền Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ nấu thịt dê con trong sữa mẹ nó. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Hãy chép các lời này, vì theo các lời này mà ta lập giao ước cùng ngươi và cùng Israel. Môi-se ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm, không ăn bánh cũng không uống nước. Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là 10 điều răn. Khi Môi-se tay cầm hai bảng chứng đi xuống núi Sinai, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Nhưng A-rôn cùng cả dân Israel nhìn Môi-se thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại gần. Môi-se bèn gọi họ. A-rôn cùng các hội trưởng đến gần, rồi nói chuyện cùng họ. Kế sau, cả dân Israel đến gần.
người truyền dặn các điều của Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình nơi núi Sinai. Môi-se thôi nói chuyện cùng họ, liền lấy lúp che mặt mình lại. Khi Môi-se vào trước mặt Đức Giê-hô-va đặng hầu chuyện Ngài, thì dở lúp lên cho đến chừng nào lui ra. Đoạn ra nói lại cùng dân Israel mọi lời Ngài đã phán dặn mình. Dân Israel nhìn mặt Môi-se, thấy da mặt người sáng rực, thì Môi-se lấy lúp che mặt mình cho đến khi nào vào hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Chương 35. Môi-se nhóm hết hội chúng Israel lại mà nói rằng: đây là các việc của Đức Giê-hô-va đã phán dạy làm. Người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày, nhưng đến ngày thứ 7 sẽ là một lễ thánh, tức là ngày Sa-bát biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Ai làm công việc trong ngày đó sẽ bị xử tử. Nhằm ngày Sa-bát chớ nổi lửa trong nhà nào của các ngươi hết. Môi-se nói cùng cả hội chúng Israel rằng: đây là các lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta. Hãy lấy một lễ vật chi ở nhà các ngươi mà dâng cho Đức Giê-hô-va. Hễ người nào có lòng thành dâng cho, hãy đem lễ vật cho Đức Giê-hô-va: vàng, bạc và đồng, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, da cá nược, cây si tim, dầu thắp, các thứ hương liệu đặng chế dầu sức và hương thơm, bích ngọc và các thứ ngọc khác để dùng khảm cho ephod và bảng đeo ngực. Trong vòng các ngươi, mấy người khôn ngoan hơn hết hãy đến làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn: đền tạm, trại và bông của đền tạm, móc, ván, xà ngang, trụ và lỗ trụ, hòm bản chứng và đòn khiên, nắp thi ân cùng màn che nơi chí thánh, cái bàn và đòn khiên, các đồ phụ tùng của bàn cùng bánh trần thiết, chân đèn, đồ phụ tùng, các đèn và dầu thắp đèn, bàn thờ sông hương cùng đòn khiên, dầu sức, hương liệu và bức màn cửa đền tạm, bàn thờ dân của lễ thiêu và rá đồng, đòn khiên và các đồ phụ tùng của bàn thờ, cái thùng và chân thùng, bố vi che hành lang, trụ, lỗ trụ và bức màn của cửa hành lang, các nọc của đền tạm cùng nọc và dây của hành lang, bộ áo lễ dùng về công việc trong nơi thánh, bộ áo thánh cho A-rôn thầy tế lễ cả và bộ áo cho các con trai người đặng làm chức tế lễ. Cả hội chúng Israel bèn lui ra khỏi mặt Môi-se. Mọi người có lòng cảm động và mọi người có lòng thành đều đem lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va để làm công việc hội mạc, các đồ phụ tùng và bộ áo thánh. Phàm người nam cùng nữ, tức mọi kẻ có lòng thành, đều đến đem những hoa tai, nhẫn, khâu, kiềng, các thứ trang sức bằng vàng và hết thảy đều dâng lễ vật bằng vàng cho Đức Giê-hô-va. Kẻ nào ở nhà mình có chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ và da cá nược đều đem đến. Hễ ai có chi làm lễ vật bằng bạc hay bằng đồng đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va. Và hễ ai có cây si tim nơi nhà mình dùng hiệp về các công việc tế lễ đều đem đến. Phàm người đàn bà khéo thì chính tay mình kéo chỉ lấy và đem đến món chi họ đã kéo rồi: chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và chỉ gai mịn. Còn mấy người đàn bà có cảm động và tài khéo thì kéo chỉ lông dê. Các bậc tôn trưởng trong dân sự đem bích ngọc và các thứ ngọc khác để khảm cho ephod và bảng đeo ngực, dầu thắp đèn, các hương liệu để chế dầu sức và dầu thơm. Cả dân Israel, nam hay nữ, phàm ai có lòng cảm động, xui cho mình tình nguyện quyên vào các công việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn nơi Môi-se, đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va các lễ tình nguyện vậy. Môi-se nói cùng dân Israel rằng: này, Đức Giê-hô-va đã kêu danh Bết-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ trong chi phái Giu-đa. Ngài phú cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, đặng bày ra và làm đồ vàng, bạc và đồng, đặng khắc và khảm các thứ ngọc, đặng chạm cây làm các đồ khéo léo. Ngài lại phú cho người tài dạy dỗ và cũng đồng ban cho Oholiab, con của Ahisamac trong chi phái Đan nữa. Ngài phú cho hai người đó đầy sự khôn ngoan,
đặng làm các công nghệ về thợ thêu, thợ dệt nhiều màu, tức là màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai mịn, để bày ra và làm các thứ công nghệ khéo. Thi Thiên 29. Hỡi các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước. Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét trên các nước sâu. Tiếng Đức Giê-hô-va rất mạnh. Tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai nghiêm. Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam. Phải, Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam Liban. Ngài khiến nó nhảy như bò con. Liban và Sirion nhảy như bò tót cơ. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra. Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng động. Đức Giê-hô-va khiến đồng vắng Ca-đe rúng động. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến con nai cái sinh đẻ và làm cho trụi các rừng. Trong đền Ngài thai thảy đều hô rằng: vinh hiển thay. Đức Giê-hô-va ngự trên nước luộc. Phải, Đức Giê-hô-va ngự ngôi vua đến đời đời. Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài. Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài. Chương 55. Hỡi những kẻ nào khác hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Này, ta đã lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Này, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi. Vì cớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và Đấng Thánh của Israel là Đấng đã làm vinh hiển ngươi. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy. Đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhân, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va, và là một dấu đời đời, không hề tuyệt diệt. Chương 56. Đức Giê-hô-va phán như vậy: hãy giữ điều chánh trực và làm sự công bình, vì sự cứu rỗi của ta gần đến, sự công bình của ta sắp được bày tỏ. Phước thay cho người làm điều đó, và con người cầm vững sự đó. Giữ ngày Sa-bát đặng đừng làm ô uế, cấm tay mình không làm một điều ác nào. Người dân ngoại liên hiệp cùng Đức Giê-hô-va chớ nên nói rằng: Đức Giê-hô-va chắc sẽ biệt ta ra khỏi dân Ngài. Kẻ hoạn cũng chớ nên nói rằng: này, ta là cây khô. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy: những kẻ hoạn hay giữ các ngày Sa-bát ta, lựa điều đẹp lòng ta, cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ ban cho họ tại trong nhà ta và trong tường ta một chỗ và một danh tốt hơn danh của con trai con gái.
ta là sẽ ban cho họ một danh đời đời chẳng hề dứt đi. Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài, tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế và cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Của lễ thiêu và hy sinh họ dâng trên bàn thờ ta sẽ được nhận lấy, vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Chúa Giê-hô-va, đấng nhóm dân tan lạc của Israel phán như vậy: dân nó đã được nhóm lại rồi, ta sẽ còn nhóm các dân khác lại về cùng nó. Hỡi loài thú đồng, loài thú rừng, hết thảy hãy đến mà cắn nuốt. Những kẻ canh giữ của Israel đều là đuôi mù không biết chi hết. Chúng nó thảy đều là chó câm chẳng biết sủa, đều chim bao nằm sóng sượt và ham ngủ, lại là chó mê ăn không biết no. Ấy là những kẻ chăn chiên chẳng khôn sáng, mọi người theo đường riêng mình, mỗi người tìm tư lợi mình, người nào cũng vậy. Nó nói rằng: hãy đến, ta sẽ lấy rượu, chúng ta say vì rượu mạnh. Ngày mai sẽ cũng như ngày nay, trọng thể quá bội. Chương 57. Người công bình chết, chẳng ai để ý đến. Người nhân đức bị cất đi, chẳng ai suy nghĩ rằng người công bình bị cất đi khỏi tai vạ hầu đến. Người vào trong sự bình an. Mỗi người đi trong đường ngay thẳng thì được an nghỉ nơi giường mình. Nhưng các ngươi là con trai của bà bóng, dòng dõi của kẻ gian dâm và người đĩ thỏa kia, hãy lại gần đây. Các ngươi nhạo cười ai? Các ngươi há miệng rộng và le lưỡi nghịch cùng ai? Các ngươi há chẳng phải con cái bội nghịch, dòng dõi nói dối sao? Các ngươi hành dâm với nhau trong cây dẻ, dưới cây rậm, giết con cái nơi trũng, dưới lỗ nẻ vần đá. Những đá bóng láng nơi khe suối, tức là phần riêng ngươi. Thật, đó là phần ngươi, nên ngươi làm lễ quán và dâng của lễ chay cho những đá đó. Ta há chẳng giận về những sự đó sao? Ngươi đặt giường trên núi rất cao và lên đó đặng dâng của lễ. Ngươi đặt dấu ghi đằng sau cửa và sau các trụ cửa, vì ngươi đã trần mình cho kẻ khác và leo lên. Ngươi đã làm rộng giường mình và lập giao ước với chúng nó. Ngươi lại ngó xem giường chúng nó và ưa thích. Ngươi đã đem dầu và gia thêm hương liệu dâng cho vua kia, đã sai sứ giả mình đi phương xa, đã hạ mình xuống đến âm phủ. Ngươi đã mệt nhọc vì đường dài mà chưa từng nói rằng ấy là vô ích. Ngươi đã thấy sức lực mình được phấn chấn, cho nên ngươi chẳng mòn mỏi. Vậy thì ngươi kiêng ai, ngươi sợ ai nên mới nói dối, nên mới không nhớ đến ta và không lo đến sự đó? Có phải tại lâu nay ta làm thinh mãi nên ngươi không kính sợ ta chăng? Này, chính ta sẽ rao sự công bình ngươi, mọi việc ngươi làm đều là không ích cho ngươi. Khi ngươi sẽ kêu, hết thảy các thần mà ngươi đã nhóm họp hãy giải cứu ngươi. Gió sẽ đùa các thần ấy đi, một cái thở là làm mất hết thảy. Nhưng kẻ nào ẩn náu nơi ta sẽ hưởng đất này và được hòn núi thánh của ta làm cơ nghiệp. Người sẽ nói rằng: hãy đắp đường, hãy đắp đường, hãy ban cho bằng, hãy cất lấy sự ngăn trở khỏi đường dân ta. Đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là thánh, có phán như vậy: ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Ta chẳng muốn cãi lẽ đời đời, cũng chẳng tức giận mãi mãi, vì thần linh sẽ mòn mỏi trước mặt ta và các linh hồn mà ta đã dựng nên cũng vậy. Ấy là vì tội tham lam của nó mà ta giận và đánh nó. Trong cơn giận ta đã ẩn mặt ta với nó, nhưng nó cứ trở lui đi theo con đường của lòng mình. Ta đã xem thấy đường lối nó, ta sẽ chữa lành cho,
sẽ dắt đưa và thưởng cho nó sự yên ủi, cùng cho những kẻ lo buồn với nó. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta dựng nên trái của môi miếng, bình an cho kẻ ở xa cùng cho kẻ ở gần. Ta sẽ chữa lành kẻ ấy. Song những kẻ ác giống như biển đang động không yên lặng được, thì nước nó chảy ra buồn lầy. Đức Chúa Trời ta đã phán, những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.